Hello Khải Ca Khịa, ngày hôm nay thì anh có một thử thách dành cho em, đó là ăn mì siêu cay. Cái gì? Thách Khải Ca Khịa ăn mì siêu cay á? Rồi đây là thử thách hay là phần thưởng vậy? Vinh có biết là Khải thích ăn mì siêu cay lắm không? Ok, giờ ăn luôn nhá, vô. Mặc 5 lớp áo và choàng khăn quàng cổ, không biết là à, em dám thực hiện thử thách không ta? Ăn mì siêu cay nhưng mà lại phải mặc cùng lúc 5 lớp quần áo và quấn khăn quàng cổ á? Ok, mặc thì mặc, con tóc Khải Ca Khịa mà phải ngán á, vô. Ta-daan! Và đây chính là gói mì siêu cay của chúng ta. Sở tưởng gì, ăn mì là sở thích của tôi mà lại còn siêu cay nữa thì còn gì bằng nữa đúng không? Trước tiên chúng ta chỉ cần đun sôi 500ml nước, sau đó cho vắt mì vào nấu khoảng 4 phút, thỉnh thoảng thì có đảo vắt mì nha. Nóng quá, cứu tôi trời ơi. Sau khi mì đã chín, chắt ráo nước, cho ra đĩa. Lần lượt trộn đều các gói gia vị gồm sốt, bột phô mai và bột ớt. Trộn đều và bước cuối cùng, ăn. Những miếng đầu tiên mình thấy nó rất là dai, rất là ngon và rất là... trời ơi, mình không biết có thực hiện thành công cái thử thách này không nữa. Tôi sẽ cố gắng ăn hết cái đĩa này. Từ từ, nóng quá, cay quá. À chết, quên mất, thử thách là mặc 5 lớp áo để thử thách sức chịu nóng của mình cơ mà, tại sao lại quạt chứ? Hả? Xin phép cho mình uống tí nước nha, nhưng mà cay quá. Đèn hết rồi nhá. Nóng quá, cứu tôi trời ơi. Ôi giời, tưởng dễ ăn mà khó nhằn quá mọi người ạ. Nhưng mà dù sao mình cũng đã thực hiện thành công thử thách rồi. Yes, yes. Mồ hôi quá. Bây giờ mình phải lan tỏa năng lượng cháy bỏng này tới một người chú thân thiết của mình, đó chính là thầy Beo U40. Thách chú vừa ăn mì siêu cay, vừa thực hiện 5 trend đang hot trên TikTok đấy.